Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là giáo án dạy thêm môn toán lớp 6 đầy đủ cả năm của bộ sách Cánh Diều. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình, thầy cô có thể thấy đây là giáo án dạy thêm của bài 1 tập hợp. Sẽ có những phần như sau. Ở trong kỳ 1 của môn toán lớp 6 bộ sách Cánh Diều thì sẽ có chương 1 số tự nhiên, chuyên đề ước chung bội chung, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất, chuyên đề tập hợp các số nguyên. Về phần hình học thì sẽ có chương 3 hình học trực quan. Chúng ta hãy cùng tham khảo thêm bài 1 tam giác đều, hình vuông, lục giác đều. Và chúng ta hãy cùng đến với kỳ 2 để tham khảo thêm một số bài khác nữa. Trong kỳ 2 của môn toán lớp 6 bộ sách Cánh Diều thì sẽ bao gồm những chương như là chương 4, một số yếu tố thống kê và xác suất, chương 5, phân số và số thập phân, chương 6, hình học phẳng. Thì trong kỳ 2 chúng ta hãy cùng tham khảo một số ví dụ bài, một số bài như là bài 5, số thập phân. Thì tương tự như hai bài vừa rồi, bài 5 số thập phân kỳ 2 của môn toán lớp 6 Cánh Diều sẽ có những phần như sau. Như vậy thì qua video trên, thầy cô cũng phần nào thấy rằng những giáo án dạy thêm môn toán lớp 6 bộ sách Cánh Diều đều được soạn chi tiết và đầy đủ bởi nhóm giáo viên của kênh giáo viên. Giáo án khi tải về là giáo án bản Word, thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình dạy của địa phương mình. Và để biên soạn được giáo án này thì các thầy cô của kênh giáo viên mất khá là nhiều thời gian và công sức, do vậy thì giáo án có mất phí. Ngoài ra thì chúng tôi có đầy đủ giáo án dạy thêm môn toán và văn của các bộ sách như Chân Trời Sáng Tạo, Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức. Nếu thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo thông tin ở dưới đây.